Rồi, Tin chào các bạn đi con. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay Tin sẽ tập tôi chữ. Đây là cuốn tập tôi chữ mẫu giáo dành cho bé nha. Thì trong cuốn tập tôi chữ này nó có bảng chữ cái. Đây là bảng chữ cái bằng tiếng Hoa và bảng đây là viết Hoa nè các bạn. Bảng chữ cái này là bảng chữ cái viết thường. Đây bây giờ bé Tin sẽ tập tô theo bảng chữ cái ha, nhưng mà trước tiên là Tin sẽ tô những nét cơ bản trước. Đây là những nét cơ bản nha các bạn. Đây, nét gạch ngang. Bây giờ bài học đầu tiên của Tin hôm nay, mẹ sẽ chỉ cho Tin là tô nét gạch ngang. Đây, gạch ngang là gạch như thế này nha các bạn. Bây giờ Tin ơi, Tin khui cái hộp bút màu đó ra đi con, để lấy cái bút chì để mình tô nè. Con biết khui không? Để mẹ làm nha, tại cái nút này nó hơi cứng nè. Wow, đâu, cái bút chì đâu? Đó là bút chì màu. Giờ cho Tin tô bút chì màu luôn ha. Tin thích màu nào, Tin lấy một cây đi. Khỏi tô bút chì kia luôn, cho bút chì màu luôn ha. Tin thích bút chì màu gì đây? Con tô màu gì? Màu này. Màu nào? Màu này. Rồi lấy một cây thôi, con thích màu nào thì lấy một cây thôi để tôi cho các bạn xem nha. Đây đưa các bạn xem cây đó mà cây màu gì nè. Cây màu đen. Rồi, chơi mẹ xíu. Nè, khoan chưa. Đây, bây giờ là Tin sẽ tập tô nét cơ bản nha. Đây là cái nét gạch ngang, Tin nhớ chưa? Tin nói đi, nét gạch ngang. Nét gạch ngang. Rồi, bây giờ là Tin vẽ từ cái chấm này qua chấm này theo cái chỗ đồ này nè. Tin vẽ cho mẹ coi. Không, từ chỗ này. Gạch qua. Gạch từ từ thôi, gạch nhanh quá là nó rồi, cầm cái bút xích xuống một tí. Rồi. Rồi tiếp đi. Tin kể tiếp chỗ này, đây đây, mẹ chỉ cho. Không không. Đúng rồi, đây chỗ này kéo, tụi này kéo qua. Mẹ không cần cầm tay luôn nha, Tin mới vẽ lần đầu là mẹ không cần cầm tay luôn. Đây nè mẹ chỉ với nè. Cái bút chì á. Không, em thích bút màu, em nè, kéo từ đây kéo qua nè. Con tô bút chì này dễ hơn nè Tin nè. Này có màu đậm hơn. Anh hay mượn cho Tin một bút chì hả? Đâu bút chì này của em ở trong cái bộ 150 chi tiết vừa rồi em mở ra cho các bạn xem đó. Đó đúng rồi. Bây giờ Tin tô từ cái chấm này qua chấm này, gạch y chang vậy luôn. Mẹ tô tô trên ở trên này Tin tô này. Rồi. Ai ơi. Rồi. Em mẫu đưa Tin nè. Đúng rồi. Đây nè, Tin này tô cho đậm cho các bạn xem nè, cái màu của Tin nó nhẹ không hả? Đây nè. Từ chỗ này qua chỗ này kéo đi, kéo nhẹ nhẹ đó, kéo qua đó. Tin mới tập tô lần đầu, mẹ chỉ tô mẫu thôi nhưng mà Tin cũng không cần cầm tay đâu. Tin là siêu đẳng rồi. Rồi giỏi quá. Tin rất là thích học bài các bạn. Tin rất là thích học luôn đó. Đó là nét này, nét gì Tin? Nét gạch ngang. Nét gạch ngang. Rồi, đây đây tô cái này giỏi. Rồi tiếp tôi cái này cho các bạn nét xem coi. Nét gạch chồng. Chưa, để em đang học tôi nét gạch ngang. Rồi từ bên này qua bên này nha con. Anh hai bệnh chỗ này đi gió quá à. Rồi. Tôi đậm lên cho các bạn xem nha. Nè. Con tôi đậm nè. Rồi cái đó là bị sai rồi đó. Rồi sai rồi. Tôi lại, đúng là tôi từ từ thôi. Mẹ cầm tay không? Không hả? Nè. Vẽ từ từ vậy nè. Đó. Đúng rồi, tiếp chỗ này, bắt từ dấu chấm này từ Tin tô mẹ coi coi. Ừ, đúng rồi, kéo qua. Kéo từ bên này qua nè, đó. Từ từ thôi. Kéo từ bên trái qua bên phải, bên này bên trái nha con. Ừ. Từ bên trái kéo qua bên phải nè. Đó, kéo bên phải nè. Tay là tay trái Tin, chỉ mẹ coi, tay trái đâu? Xè bằng tay trái ra. Xè tới màn hình cho các bạn xem nè. Tay trái. Đâu, tay trái đâu? Tay trái. Rồi tay phải đâu? Tay phải. Giỏi. Rồi bây giờ Tin tô là tô từ tay trái tô qua. Đúng rồi. Từ phía bên trái tô qua phía bên phải. Cái đó không đậm rồi, con tô bằng cây bút này cho các bạn xem nè. Cái đó lạc quá. Sao con màu Tin không biết? Không không, cái đó là học. Xích xuống miếng nữa, cầm bút xích xuống miếng nữa con. Rồi. Tại vì Tin còn nhỏ không có cầm bút cao, khó viết lắm nha con. Rồi. Kéo từ bên phải qua bên bên trái qua bên phải. Nè. Rồi, học bài là không ngồi, không có cúi sát lắm nha. Cúi sát quá là hư mắt nha. Rồi, tiếp tục. Đó, cái bút chì mình tô nó mới đậm.
Giỏi quá. À, Tin tự tô được rồi. Bây giờ Tin nói lại cho mẹ nghe nè, cái nét này là nét gì? Nét này á. Đúng rồi, nét gì? Tin vừa tô nét gì xong ta? Nét. Nét gạch, gạch gì ta? Nét gạch. Nét gạch ngang. Nét gạch ngang. Đúng rồi, mẹ hỏi là Tin dạ nha. Mẹ hỏi là nè, nét này nét gì con? Nét gạch ngang. Dạ. Nét gạch ngang. Rồi, mẹ hỏi là nè, nét này nét gì con? Dạ, nét gạch ngang. Rồi, Tin tô lại chỗ có nét này cho đậm lại cho các bạn xem đi. Đó, một cái thôi. Tô từ bên trái tô qua. Tô biên cục luôn. Rồi, tại em Tin nó còn cứng tay, em Tin mới lần đầu tiên mà. Đây, giờ nét này nét gì ha? Anh hai? Nét dọc dọc xuống. Nét thẳng. Nét thẳng, đúng rồi, kéo từ trên kéo xuống. Giỏi, Tin biết rồi đó. Nét gạch xéo, nét gạch xéo. Chưa, đây không không? Đây nè, đây nè. Cái xéo chưa có tô, con phải tô cái thẳng trước. Dạ. Tô cái thẳng trước. Cái xéo nó sẽ khó hơn cái thẳng. Đúng rồi, mình phải tô cho quen mà. Đã. Mấy cái hình này còn khó hơn nữa nè. Từ từ, để em tô từ từ. Em tô đậm đậm cho các bạn xem nè. Dạ má. Dạ. Giỏi. Tiếp. Cái này y cái này kìa, không có cái này. À, các bạn xem là Tin tô giỏi không? Một nét gạch ngang và nét thẳng. Cái này là Tin tô luôn, mẹ chỉ Tin tô thôi. Nhưng mà mẹ cũng không cần cầm tay luôn. Tin cũng ngoan lắm. Bây giờ mẹ hỏi lại Tin nét này nét gì? Nét, dạ nét ngang, đúng rồi. Nét này là nét gì? Nét thẳng. Đúng rồi, nét này nét ngang nha. Nét ngang, nét thẳng. Giỏi, bây giờ hôm nay là Tin chỉ học nét ngang và nét thẳng thôi nha. Còn cái bài này ngày mai mình học nè. Không. Không hả? Học tiếp luôn hả? À, rồi nét gạch xéo đó. Con tô nét gạch xéo cho các bạn xem đi. Tô theo cái đường đó nha con. Đúng rồi. Tô từ từ thôi. Giỏi. Đây đây đây. Tô cái hàng nào xong hàng đó đã. Đó, người ta có làm mẫu cho mình nè. Mình cứ theo tô theo mẫu thôi. Đây nè. Tô từ đây qua đây. Tô theo cái đường chấm đó. Từ từ thôi con. Giỏi, tiếp. Ủa chú qua đây này rồi. À, về bữa Tin tô quen là Tin tô sẽ đẹp thôi. Này. Tin đã tô đến hàng thứ 3 rồi nè các bạn. Đây, hàng thứ 3 rồi. Bây giờ Tin sẽ tiếp tục tô hàng thứ 4. Nét xéo nha. Ôi này là... Rồi, Tin tô còn mấy chữ nữa, mấy gạch nữa là xong rồi ha. Tin... hôm nay Tin rất là thích học bài luôn. Tin cứ đòi mẹ cho đi học không mà. Nhưng mà bữa nay chưa phải ngày của Tin đi học. Tin ở nhà mẹ sẽ chỉ cho Tin nha. Tô đậm lên con, tô Tin đã đổi bút chì rồi các bạn. Rồi, giỏi. Tin hôm nay là Tin tô được 4 hàng nha, 4 nét. 1 2 3 4. Đây các bạn nhìn xem nè. Tin tô được 4 nét luôn. Đây là ta đây là nãy giờ Tin đã học bài nè. Các bạn thấy sao? Đẹp không? Như con rắn con rồng vậy đó. Đây là lần đầu tiên Tin học bài nhưng mà cũng tạm ổn. Rồi. Tạm tạm hả? Bây giờ Tin học xong rồi Tin gấp vở lại đi con. Xếp vở lại, gấp cuốn vở lại. Gấp từ bên này nè. Đúng rồi, gấp lại. Rồi để qua một bên. Rồi, còn cái bút đâu? Cái bút của con đâu? Rồi, con sẽ cất vô cái hộp màu cho các bạn nè. Đúng rồi. Rồi, bây giờ Tin cất đi con. Cất viết màu vô. Đâu, con biết nãy Tin lấy chỗ nào. Rồi, Tin bỏ vô lại đi. Biết bỏ không ta? Rồi, ấn xuống. Đó, các bạn thấy Tin giỏi không? Rồi, cất cái bút chì này giùm mẹ luôn nè. Cất cái bút chì này giùm mẹ nè. Cất chỗ nào ta? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ gấp lại. Gấp từ bên này gấp qua nha. Mẹ qua cái này nè. Chưa, lúc đó buổi khác đi. Bây giờ mình học bài xong nè. Mẹ qua cái này chơi lã bộ thôi. À, chút nữa. Chờ xíu. Đó. Rồi, các bạn thấy không? Rồi, Tin lấy cuốn vở kia bỏ lên cái này để sắp cho gọn lại. Đó, các bạn thấy Tin giỏi không? Khi học bài xong là Tin sẽ cất sách, cất vở và bút chì rất là gọn gàng luôn để hôm sau là Tin học tiếp.
Rồi, Tinh bye bye các bạn đi con. Bye bye. Bye các bạn nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.